Chào mừng các bạn đã đến với Trà Đá Movie. Hôm nay, mình xin được đem đến cho các bạn bộ phim Piranha ra mắt năm 2010 tại Mỹ, nói về loài cá piranha cổ đại chuyên ăn thịt người. Mình cũng xin được cảnh báo rằng video này sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của phim. Nếu các bạn không ngại thì đi thôi nào. Bối cảnh phim diễn ra vào kỳ nghỉ xuân tại khu vực hồ Victoria, một khu nghỉ mát nổi tiếng ở bang Arizona, Mỹ. Lúc này, một ông già đang câu cá ở giữa hồ. Xung quanh đột nhiên rung chuyển, dưới đáy hồ xuất hiện một vết nứt lớn. Vô số con cá piranha, một loài cá ăn thịt người trồi lên từ vết nứt này. Ông già vội khởi động thuyền nhưng không may rơi xuống nước. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã bị đàn cá piranha làm thịt. Tại khu nghỉ dưỡng gần đó, các du khách đang mải mê vui chơi, họ không hề nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần. Jack là một học sinh trung học vừa mới tốt nghiệp. Hôm đó, Jack đang trên đường đi đón cô em gái Laura thì tình cờ gặp Kelly, cô bạn cùng lớp mà anh ta thầm thích. Kelly mời Jack đến dự một bữa tiệc âm nhạc. Tuy nhiên, vì mẹ của Jack vốn là một cảnh sát, phải làm thêm giờ, cho nên Jack phải ở nhà chăm sóc hai đứa em của mình. Vì thế, anh ta chỉ có thể từ chối lời mời của Kelly và buồn bã nhìn cô ấy rời đi cùng đám bạn ồn ào. Laura, em gái của Jack, là một cô bé thông minh lanh lợi. Laura đã giúp Jack bắt chuyện với Danny, một nữ diễn viên nóng bỏng. Ngoài ra còn có đạo diễn Derek đi cùng với Danny, ông ta đang cần gấp một người dân địa phương để làm hướng dẫn viên và sẵn sàng thuê Jack với giá cao. Jack biết được Derek là một đạo diễn phim khiêu dâm. Dù vậy, anh ta vẫn đồng ý nhận công việc này. Đêm hôm đó, mẹ của Jack, cảnh sát trưởng Julie, nhận được báo cáo mất tích của vợ ông lão câu cá. Cô ta cùng một cấp dưới đến hồ để kiểm tra. Họ nhanh chóng phát hiện cái xác của ông lão. Xét thấy cái chết này là một điều bất bình thường, Julie lo ngại rằng nó sẽ gây nguy hiểm cho những khách du lịch gần đó. Tuy nhiên, du lịch chính là nguồn thu nhập huyết mạch của thị trấn này. Việc rút cạn nước hồ, đóng cửa khu du lịch này đơn giản là không thể. Sáng hôm sau, một nhóm nghiên cứu về động đất đã đến đây. Cảnh sát trưởng Julie đóng vai trò là người hướng dẫn, cô ta dẫn nhóm người này đi điều tra sự việc. Mặt khác, để làm hướng dẫn viên cho tay đạo diễn Derek, Jack đã hối lộ hai đứa em của mình để chúng tự ở nhà một mình và không nói với mẹ. Nhưng ngay khi Jack rời đi, hai đứa em của Jack đã tự chèo thuyền đến một hòn đảo nhỏ gần đó. Laura quên buộc dây thuyền vào bờ, khiến nó trôi lơ lửng ra xa. Cả hai vì thế đã bị mắc kẹt trên đảo. Jack lúc này đã đến bến tàu đầy khách du lịch. Nữ diễn viên Danny đang quẩy tưng bừng với một cô gái khác. Bầu không khí nơi đây cực kỳ sôi động, khiến Jack vô cùng háo hức và phấn khích. Ngay khi Jack chuẩn bị lên thuyền, Kelly đột nhiên xuất hiện. Tay đạo diễn Derek thấy hai người đang nói chuyện, liền mời Kelly lên tàu. Cô ấy liền nhận lời không một chút do dự. Họ ngay sau đó lên thuyền rời khỏi bến. Đồng thời, nhóm nghiên cứu địa chấn đã sử dụng sóng âm để điều tra. Chẳng bao lâu, họ đã phát hiện có một khe nứt dưới đáy hồ. Vì vậy, hai thợ lặn đã mò xuống dưới đó để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện một cái hồ ngầm nằm sâu bên trong. Nơi đây hầu như không có ánh sáng, chỉ có trứng cá phát quang ở khắp nơi. Khi người thợ lặn sắp chạm vào những quả trứng cá này, ngón tay của ông ta đột nhiên bị cắn. Bật đèn lên kiểm tra, ông ta ngay lập tức phát hiện vô số con cá piranha đang ở trước mặt. Trong tích tắc, người thợ lặn này đã bị lũ cá xé xác thành trăm mảnh. Nữ thợ lặn còn lại muốn ra tay giúp đỡ, nhưng kết cục cũng không khác mấy. Novak, thành viên của nhóm nghiên cứu liền nhảy xuống nước sau khi phát hiện có gì đó không ổn. Anh ta đưa được xác của nữ thợ lặn lên. Tất nhiên, cô ấy lúc này đã không qua khỏi với một cơ thể nát bấy. Xét thấy tình hình quá nghiêm trọng, họ liền ngay lập tức đưa một con cá piranha bị mắc cạn trên boong tàu tới gặp Woodman, một nhà sinh vật biển sống bên bờ hồ. Nhìn thấy con cá hung dữ này, ông ta thậm chí không thể tin vào mắt mình được. Hóa ra, loài cá piranha này đã tuyệt chủng cách đây hơn 2 triệu năm. Woodman thậm chí còn có hóa thạch của nó ở trong nhà. Có thể, đám cá piranha này đã bị tách biệt dưới đáy hồ trong hàng triệu năm. Chúng ăn thịt lẫn nhau để tồn tại và thoát khỏi sự tuyệt chủng. Trận động đất ngày hôm qua đã mở ra một vết nứt dưới hồ Victoria. Những kẻ săn mồi thời tiền sử này nhờ vậy đã xâm nhập được vào hồ. Jack lúc này đang dùng máy quay phim quay một cô gái mặc bikini đang chơi dù lượn. Nhưng trong quá trình quay phim, anh ta phát hiện ra có hai đứa nhóc đang kêu cứu trên một hòn đảo nhỏ. Nhờ zoom lại gần, anh ta phát hiện ra đấy chính là hai đứa em của mình. Jack yêu cầu mọi người dừng lại và đáp thuyền đến cứu hộ. Tay đạo diễn không chịu, hắn còn phàn nàn với Jack vì đã bỏ lỡ cảnh quay quan trọng. Nhưng khi biết được mẹ của Jack là cảnh sát trưởng ở đây, hắn ngay lập tức thay đổi thái độ và chấp nhận yêu cầu của Jack. Dòng thuyền đến đón hai đứa em của Jack đang mắc kẹt. Sau đó, trên đường trở lại khu du lịch, chân vịt của thuyền đã bị mắc vào một đám rêu, khiến nó không di chuyển được. Mặt khác, cảnh sát trưởng Julie đang thông báo về tình trạng nguy hiểm của đàn cá piranha, cũng như kêu gọi lực lượng cứu hộ mau đến. Cùng với đó, giải tán nhóm du khách đang vui chơi tại đây. Tuy nhiên, những vị khách du lịch này đã bỏ ngoài tai lời khuyến cáo, ngay cả khi cảnh sát đã nổ súng để đe dọa. Một vài du khách còn nhảy xuống nước để chơi đùa. Âm thanh náo nhiệt ở trên đã thu hút lũ cá piranha. Chúng dần dần bơi từ dưới lên và tiếp cận đám đông. Khi nạn nhân đầu tiên bị tấn công, máu phun ra khiến đàn cá đói càng trở nên điên cuồng. Những du khách đang ở dưới nước bỗng chốc trở thành miếng mồi ngon. Nhìn máu nhuộm đỏ cả một khu vực, cảnh sát trưởng Julie cùng những người khác cố gắng cứu từng người một. Đám đông tranh giành nhau để leo lên một sân khấu dựng tạm trên mặt nước. Sức nặng nhanh chóng làm nó nghiêng ngả. Điều này đã khiến đám du khách này rơi xuống nước một lần nữa.
từng là một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời, nơi đây giờ đã trở thành mồ chôn du khách. Mặt khác, chiếc du thuyền ngoài khơi vẫn đang mắc kẹt. Mặc cho Jack khuyên can, tay đạo diễn Derek vẫn liên tục nhấn ga, cố gắng thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhưng càng làm vậy, chiếc du thuyền càng mất kiểm soát và va vào một tảng đá ngầm, khiến lớp kính ở phía dưới bị vỡ ra. Nước hồ ngay lập tức tràn vào trong. Tay đạo diễn Derek và một diễn viên không may rơi xuống nước. Những con cá piranha liền ập tới, nữ diễn viên này mau chóng bị ăn thịt, Danny chỉ có thể kéo tay đạo diễn Derek lên. Tuy nhiên, phần dưới của Derek đã bị lũ cá diệt sạch, Danny chỉ có thể dùng khăn tắm che xác của Derek lại. Chiếc du thuyền lúc này đang dần chìm xuống. Jack liền gọi điện cho mẹ mình, cảnh sát trưởng Julie để nhờ giúp đỡ. Julie lúc này đang sơ cứu cho các nạn nhân, sau khi nghe tin con mình đang gặp nguy hiểm, liền liều lĩnh nhảy trên mặt nước và lấy được một chiếc cano. Novak cũng có mặt để giúp đỡ. Hai người mau chóng đến được nơi Jack đang gặp nạn. Vì chiếc du thuyền đang bị bao quanh bởi đá ngầm, Julie chỉ có cách ném dây về phía du thuyền. Hy vọng mọi người trên đó sẽ leo lên cano thông qua sợi dây này. Nhưng lúc này, Kelly, bạn của Jack vẫn đang kẹt trong cabin ở dưới. Jack không muốn bỏ lại cô gái mình thầm thích và chạy trốn một mình. Julie vì vậy đã cho Danny cùng hai đứa con nhỏ của cô leo qua trước. Bằng sợi dây này, ba người họ cẩn thận leo về phía cano. Tuy nhiên, do quá tải, sợi dây tụt xuống khiến Danny chỉ còn cách mặt nước vài centimet. Lũ cá piranha liền nhảy lên, nhân cơ hội cắn vào người cô ấy. Danny đau đớn và sợ hãi cực độ, cuối cùng rơi xuống nước và chết thảm. Julie cùng hai đứa con may mắn lên được cano thành công. Nhìn thấy gia đình mình đã an toàn, Jack liền buộc dây quanh eo, sau đó ném xác của tay đạo diễn xuống nước, nhờ vậy đã thu hút lũ cá piranha. Jack liền chạy xuống dưới cabin đang chìm và cứu được Kelly. Trước khi rời đi, Jack đã mở các bình gas trên tàu ra, sau đó dùng một quả pháo sáng làm mồi lửa, khiến du thuyền nổ tung ngay lập tức. Một làn sóng xung kích xuất hiện đã quét sạch đám cá piranha ở gần đó. Chiếc cano thì kéo cả hai ra khỏi vùng nguy hiểm. Chứng kiến xác lũ cá piranha nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cả nhóm liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhà sinh vật học Woodman đã gọi và thông báo cho họ rằng bầy cá piranha trong hồ chỉ là lũ cá con chưa trưởng thành. Cá piranha trưởng thành vẫn chưa xuất hiện. Khi mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi với thông báo này, một con cá piranha khổng lồ đã bất ngờ từ đâu nhảy lên, kéo Novak xuống dưới nước. Hình ảnh gây sốc này cũng là đoạn kết cho buổi tóm tắt phim ngày hôm nay. Nếu bạn hay, hãy nhớ subscribe và like để ủng hộ Trà Đá Movie nhé!